Vâng, xin chào các anh chị. Xin chào các anh chị một lần nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong series video King of Sales và chia sẻ những cái kinh nghiệm, những kiến thức, những cách thức để giúp chúng ta có thể bán hàng, giúp chúng ta có thể tiếp cận khách hàng mục tiêu, giúp chúng ta có thể tăng được trưởng doanh số, kiếm thêm thu nhập cho bản thân, cho gia đình. Và nếu chúng ta là một cái nhà quản trị, chúng ta là một CEO hoặc là chúng ta là một cái cấp quản lý thì chúng ta cũng có thể học hỏi một số những cái kinh nghiệm, những sự cách thức để chúng ta có thể bán hàng tốt hơn. Trong phần này là cái phần mà chúng ta sẽ nói về các cách tiếp cận khách hàng theo cái phương pháp offline hay còn gọi là phương pháp truyền thống. Chúng ta phân biệt giữa online với offline là theo kiểu là truyền thống với lại công nghệ, đúng không ạ? Thế thì chúng ta có thể sử dụng những cái cách thức như thế nào để chúng ta có thể phát triển được hệ thống bán hàng hay là những cái phương thức bán hàng? Thì sau đây sẽ là một số những cái kinh nghiệm tiếp theo, được chưa ạ? Và để không mất thời gian của anh chị nữa thì bài học này tôi sẽ nói về cách thức bán hàng qua hội thảo và sự kiện. Vâng, thế thì chúng ta được biết rằng là hội thảo hay là sự kiện là một trong những cái phương pháp bán hàng khá là phổ biến của hầu hết các ngành hàng và dịch vụ. Tôi lấy thí dụ hiện nay theo quan sát của tôi trên thị trường thì những cái chương trình đào tạo, những cái du học, bảo hiểm, tiếng Anh, rồi thì các cái bất động sản, các cái sự kiện mở bán, rồi thì rất nhiều các cái sự kiện khác, người ta cũng sử dụng nó để người ta bán hàng. Và sự kiện cũng như hội thảo là một trong những cách thức bán hàng truyền thống cũng như là hiện đại vẫn đang sử dụng rất nhiều. Có thể nói đây là một phương thức kinh điển. Vậy thì để bán hàng qua hội thảo thì chúng ta cần quan tâm đến những điều gì và có những cái kinh nghiệm như thế nào, đúng không ạ? Thế thì tôi sẽ xin phép được chia sẻ một số những cái gợi ý như sau. Thứ nhất là trong cái việc mà chúng ta bán hàng ở trên hội thảo và sự kiện ấy, thì chúng ta có thể là năng đi hội thảo. Nếu mà chúng ta là một sale, chúng ta năng đi hội thảo tức là sao? Chúng ta đến các hội thảo đấy có thể là miễn phí hoặc là trả phí, phí đắt, phí rẻ, tôi không bàn đến. Nhưng mà khi người ta đã tổ chức hội thảo như thế rồi thì sẽ có một số lượng lớn những người tham dự. Đặc biệt là những cái chương trình tôi thấy của những cái đơn vị họ chạy có thể lên tới hàng trăm người, hàng nghìn người họ tổ chức. Đặc biệt là những cái chương trình đào tạo về làm giàu, đào tạo về nuôi dạy con cái vân vân, số lượng có thể lên tới 1.000, 2.000 người tham dự. Vâng, mình đi hội thảo không phải là mình học gì ở ông diễn giả hay là mình học gì ở đó, mà với tư cách mình đến đó như một người bán hàng thì mình phải có tư duy bán hàng ở hội thảo, đúng không ạ? Tức là mình phải giao lưu, mình phải trao đổi danh thiếp, mình phải lấy Facebook, mình phải lấy số điện thoại của những người xung quanh mình và mình nhân một cái cơ hội đấy là hội thảo của người khác tổ chức đến mà những cái khách hàng rất là phù hợp với mình thì mình sẽ làm sao trong một cái thời gian hội thảo nửa ngày hay một ngày hay hai ngày thì mình cần phải kết nối, mình cần phải giao lưu và có được danh thiếp của hầu hết tất cả mọi người. Càng nhiều càng tốt, số lượng, đúng không ạ? Ví dụ bạn đến đây có 1.000 người thì bạn sẽ không thể nào tiếp cận được cả 1.000 người, đúng không ạ? Thì bạn sẽ cố gắng tiếp cận khoảng 100 người, 50 người, bạn phải đặt mục tiêu ra. Bạn mang danh thiếp của mình đi, bạn tặng, vâng, tên tôi là Phan Anh, tôi là chuyên gia về online marketing. Nếu bạn cần đến online marketing thì bạn gặp tôi là đúng đấy ạ. Vâng, tôi xin phép gửi anh chị cái danh thiếp ạ. Vâng, ví dụ như thế, đấy là cách chúng ta bán hàng, cách chúng ta bán mình. Chúng ta phải biết định vị bản thân và sự kiện là một nơi để các bạn nên đến, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đến giao lưu, chúng ta liên hệ, chúng ta chào hỏi, chúng ta lắng nghe các ý kiến của họ, chúng ta kết bạn và chúng ta không đặt mục tiêu bán cái gì ở đây cả. Bởi vì bán hàng sẽ là một quá trình lâu dài, sẽ là một quá trình về sau đó, chứ không phải là tại hội thảo này người ta dạy về đầu tư bất động sản hay người ta dạy về nuôi dạy con cái hay người ta dạy về online marketing. Ví dụ như vậy, mà mình đến đấy mình bán cái gì bây giờ? Không, mình không. Mà mình đến đấy, mình kết bạn, mình gia tăng cái mạng lưới của mình. Như tôi nói là không phải là ai biết bạn mà bây giờ là gì ạ? Đúng không ạ? Bạn cần phải cho người ta biết mình là ai. Càng nhiều người biết đến bạn càng tốt. Tiếp tục, nếu như mà bạn năng đi hội thảo rồi với tư cách là một các thành viên tham dự rồi thì bạn cũng có thể là tự tổ chức hội thảo cho chính mình. Mình có thể là diễn giả hoặc mình đi thuê diễn giả. Mình là một cái event organizer, tức là mình là một cái người mà chuyên tổ chức ra các cái sự kiện đó, đúng không ạ? Và mình tham dự vào đó với tư cách là ban tổ chức.
hoặc là mình xin vào ban tổ chức, hoặc là mình tự tổ chức, bỏ tiền ra tổ chức các sự kiện như vậy để mình thu hút khách hàng. Bởi vì bán hàng tại hội thảo và sự kiện là một trong những phương pháp bán hàng quan trọng của rất là nhiều ngành hàng. Chúng ta thấy phù hợp là chúng ta làm thôi, chúng ta tập hợp khách hàng lại, được chưa ạ? Vâng. Sau khi mà cái hội thảo của khách hàng hay là của mọi người đã tan ra rồi, đúng không ạ, hết rồi, thì chúng ta cần phải theo sát khách hàng sau cái sự kiện đó, đúng không ạ? Chúng ta phải kết nối, chúng ta phải trò chuyện, chúng ta phải cà phê, chúng ta phải add Facebook, add Zalo, và chúng ta trở thành bạn. Bởi vì mô hình của chúng ta là gì ạ? Bạn, bàn, ban và bán, đúng không ạ? Vâng, chúng ta là bạn bè trước, chúng ta bàn, tức là bàn bạc câu chuyện. Đấy, chúng ta quan tâm đến đời tư của họ, quan tâm đến vấn đề của họ, đúng không ạ? Ban tức là gì? Ban là chúng ta ban tặng cho họ những cái giá trị, những cái lợi ích, những cái phần quà, và cuối cùng thì chúng ta mới bán hàng. Thì ý tôi muốn là như vậy, đúng không ạ? Thế còn một cái ý nữa, ý thứ ba tôi muốn nói là nếu như mà bạn có thể trở thành diễn giả, hoặc là những cái người mà có thể là đứng trên sân khấu, trở thành MC, trở thành những người thuyết trình, thuyết giảng, thì càng nổi tiếng càng tốt, đúng không ạ? Bởi vì cái cơ hội để cho chúng ta bán bản thân chúng ta, bán sản phẩm của chúng ta rất là dễ. Vâng, tôi thì rất là ghét được gọi là diễn giả, nên cứ gọi tôi là Phan Anh về online marketing. Bởi vì tôi là diễn thật. Vâng, tôi thì có công ty riêng về marketing, tôi có công ty về bán lẻ, và tôi là một giảng viên đại học, giảng dạy ở bậc đại học 10 năm nay rồi. Cho nên là tôi không muốn định nghĩa tôi là diễn giả, mà hãy gọi tôi là diễn thật. Những kinh nghiệm mà tôi chia sẻ với các bạn đều là những cái kinh nghiệm tôi tự đúc rút và tôi quan sát trên thị trường mà tôi thấy, được chưa ạ? Thế nhưng các bạn có thể trở thành diễn giả, đúng không ạ? Các bạn muốn bán bất động sản thì các bạn sẽ nói về đầu tư bất động sản, các bạn sẽ nói về bất động sản cho thuê, các bạn sẽ nói về dòng tiền, các bạn sẽ nói về tài chính và cơ hội, đúng không ạ? Các bạn hãy xuất hiện với những cái chuyên gia hàng đầu trong cái lĩnh vực bất động sản của bạn, thì điều đấy rất tốt, bạn sẽ thu hút được mọi người đến tham dự sự kiện của bạn. Những cái buổi talk show, những cái buổi offline rất là tốt. Thế thì chúng ta, đấy là một số cái hướng là chúng ta có thể tổ chức sự kiện hội thảo. Thế còn tổ chức sự kiện hội thảo gì, và tổ chức như thế nào, và nếu chúng ta là người bán hàng ra sao, thì đây là bước tiếp theo, tôi sẽ nói thêm một chút nữa, được chưa ạ? Vâng. Nếu như chúng ta trực tiếp là người bán hàng tại hội thảo, ví dụ như tôi đang đứng bán hàng tại hội thảo, thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì? Thì bước tiếp theo trong cái phần bán hàng theo hội thảo đó, chúng ta phải chuẩn bị cho cái việc chúng ta lên thuyết trình như thế nào, được chưa ạ? Chúng ta phải chuẩn bị các cái bài thuyết trình, chuẩn bị bài thuyết trình bằng slide, bằng video, bằng PowerPoint, bằng mind map, đúng không ạ? Hoặc là bằng những cái minh họa. Và hiện nay công nghệ nó cho phép chúng ta có những cái màn chiếu, có những cái máy chiếu lớn, hoặc là những cái tấm đèn LED, đúng không ạ? Chúng ta chuẩn bị những cái bức hình, những cái video, những câu chuyện hết sức là hay, hấp dẫn, mang tính thuyết phục, được chưa ạ? Rồi chúng ta cần phải tìm hiểu về người tham dự. Thí dụ như là tôi đi thuyết trình bán hàng tại một cái sự kiện là bất động sản, nói về marketing trong ngành bất động sản. Đấy, thì cái đơn vị họ mời tôi đến nói, thì tôi rất là dành về marketing, đúng không ạ? Thế thì nhưng mà tôi vẫn phải hỏi là em hãy cho anh biết là đối tượng người nghe là ai. Thế thì bạn ấy sẽ phân loại. Em hãy cho anh biết là người ta quan tâm những điều gì. Thì nó có một số các câu hỏi. Đấy, rồi thì độ tuổi, đúng không ạ? Rồi thời gian, địa điểm. Tất cả những cái thứ như vậy sẽ cho cái người bán hàng là tôi, đúng không ạ? Tôi không đến đấy với tư cách là một diễn giả, mà tôi đến đấy với tư cách là một người bán hàng. Bởi vì những lời tôi nói chính là hàng hóa. Phong cách mà tôi giảng dạy chính là cái cách tôi phục vụ khách hàng. Các bạn đồng ý với tôi không ạ? Đấy, thế cho nên là mình biết về nhu cầu của khách hàng và người tham dự của hội thảo và cái sự kiện đó, thì mình chuẩn bị trang phục, mình chuẩn bị slide, mình chuẩn bị tài liệu, mình chuẩn bị xuất hiện, đầu tóc, vân vân, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, đều tốt nhất cho cái sự bán hàng của chúng ta, dù có thể là 1 tiếng, 2 tiếng hay là 3 tiếng, được chưa ạ? Rồi chúng ta phải học cái cách là chúng ta warm up, hay còn gọi là làm nóng bầu không khí, đúng không ạ? Thế chúng ta có thể khởi động, chúng ta có thể nói về một câu chuyện đẫm nước mắt, chúng ta có thể nói về một câu chuyện sôi nổi, một câu chuyện hài hước. Vâng, một người nghe rất thích những câu chuyện như thế. Còn chúng ta đừng dạy đời họ, chúng ta hãy bắt đầu một câu chuyện. Vâng, ví dụ như bạn sắp chết rồi, bạn có phải đang là như thế này hay không, bạn có phải đang như kia hay không, và tôi thấy vấn đề của các bạn rất nguy hiểm, và tôi đe dọa họ, ví dụ như thế. Đấy là cái cách chúng ta sẽ bắt đầu, đúng không ạ?
và chúng ta phải thuyết phục họ theo một cái kịch bản chúng ta định nói, chúng ta định thuyết trình, chúng ta định đi đứng, chúng ta định trò chuyện, chúng ta định tương tác. Và sau đó là các cái bước để chúng ta giới thiệu sản phẩm và chúng ta chốt đơn. Thì hiện nay tôi nói với các bạn nghe là tại các cái sân khấu lớn và tại những cái buổi talk show của các cái diễn giả, nếu mà các bạn có tham dự thì các bạn sẽ thấy là họ có những kịch bản rất là chuyên nghiệp. Họ có âm thanh, có ánh sáng, có DJ chơi nhạc những lúc mà mọi người buồn ngủ. Mỗi khi chuyển bài là họ bắt đầu lại chơi mấy cái trò tập thể dục như kiểu đa cấp ấy, đúng không ạ? Thế rồi họ lại đánh vào cảm xúc của chúng ta, họ đẩy nhạc lên rồi họ nói ôm nhau vân vân, rồi hãy say hi, say hello, chúc mọi người tốt lành, kiểu kiểu như thế. Thì tất cả những cái thứ như vậy nó thuộc về kịch bản, nó thuộc về kỹ thuật để đánh vào tâm lý và cảm xúc của khách hàng. Bởi vì người ta nói là khi cảm xúc đi lên thì trí não sẽ đi xuống, mà khách hàng thì sẽ mua hàng bằng cảm xúc chứ không phải mua hàng bằng trí não. Cho nên trong các hội thảo và bán hàng của các diễn giả, họ luôn luôn tìm cách để đẩy trí não đi lên. Xin lỗi, họ luôn luôn tìm cách để đẩy cảm xúc đi lên, đúng không ạ? Và làm cho trí não đi xuống trong một cái khoảnh khắc để người ta ra quyết định mua hàng dễ hơn. Rồi có họ sử dụng những cái tâm lý đám đông, họ sử dụng những cái kỹ thuật minh chứng, họ sử dụng những cái kỹ thuật chứng minh, rồi họ sử dụng cả những cái vấn đề về không khí, nhiệt độ, đúng không ạ? Thường các cái hội thảo ở những cái sự kiện như vậy họ thường để nhiệt độ rất lạnh để làm gì, để chúng ta co ro, chúng ta thấy rất lạnh như thế thì chúng ta khó có thể buồn ngủ. Đấy, thì chúng ta sẽ tập trung hơn. Nên họ sử dụng rất nhiều các kỹ thuật, thậm chí là các kỹ thuật chim mồi, ví dụ như họ giảm giá, họ tặng quà, sau họ bán những cái sản phẩm theo kiểu lức thang như thế này, họ bán rẻ đắt dần đấy, còn bán theo giá theo kiểu lức thang, cho hoặc là không bán vân vân, rồi đánh vào cảm xúc, chửi bới, rồi khen ngợi, rồi ca ngợi vân vân. Tất cả những cái thứ đấy tôi nói với các bạn, nó chính là nghệ thuật bán hàng tại hội thảo. Và nếu như các bạn muốn trở thành một cái người bán hàng tại hội thảo thì các bạn hãy học cái điều đó. Còn nếu như các bạn là khách hàng để đến đó thì hết sức cẩn thận với nghệ thuật này, bởi vì các bạn sẽ bị dụ vào cái nghệ thuật đó. Và đó chính là các bước người ta set up để mà người ta chốt được đơn hàng. Vâng ạ, thì đấy là một số những cái kinh nghiệm nho nhỏ để giúp các bạn có thể thuyết trình, nói chuyện và bán hàng tại hội thảo, đúng không ạ? Và bước tiếp theo nữa trong cái phần mà tôi trình bày về bán hàng, cái phương thức tiếp cận khách hàng tại hội thảo và sự kiện, thì chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là làm sao để tổ chức hội thảo, như là chạy Facebook Ads, đúng không ạ? Chạy Google Ads đấy, rồi gửi email marketing, rồi chạy hiển thị trên các cái mạng lưới, hoặc là đăng các bài PR vân vân, mà chúng ta đã học trong cái nhóm series về online marketing rồi. Chúng ta phải chi tiền, hoặc là chúng ta có thể nhắn SMS, hoặc là thông qua các cái hệ thống chúng ta gửi thông tin, và chúng ta đưa cái sự kiện đấy lên online và lên các cái công cụ quảng cáo truyền thống khác, để chúng ta làm sao mà chúng ta thu được nhiều cái đăng ký nhất. Sau đó chúng ta bắt đầu xác thực các đăng ký này bằng cách là chúng ta gọi telesale, chúng ta gửi tin nhắn, chúng ta xác thực qua email, chúng ta gửi inbox Facebook vân vân, đúng không? Thế rồi thì chúng ta cũng xác định là thuê hội trường, thuê diễn giả, chuẩn bị khách mời, chuẩn bị các khâu tổ chức, gửi thư mời bản cứng, đúng không ạ? Đón tiếp khách hàng, chuẩn bị các cái tiệc tea break, hay là các vấn đề triển khai, nhắc nhở và mời diễn giả vân vân. Thì tất cả những cái phần như vậy nó nằm trong cái khâu mà chúng ta sẽ tiếp cận quảng cáo, bán hàng và tiếp thị bằng phương thức hội thảo và cái phương thức sự kiện. Được chưa? Tôi xin lấy một số cái ví dụ người ta tổ chức hội thảo và sự kiện bán hàng như thế nào. Thí dụ như là một cái công ty bảo hiểm thì người ta có thể tổ chức những cái sự kiện nói về tài chính, nói về đầu tư, nói về tương lai và nói về cái việc chăm sóc con cái, hay là nói về dinh dưỡng, là một cái hội thảo phễu để họ đưa khách hàng đến, và tại đó thì họ sẽ lồng ghép những cái chương trình về bảo hiểm đó. Hoặc là các cái trung tâm tiếng Anh, thì như chúng tôi đi triển khai là chúng tôi đến các cái trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, tùy vào cái tập khách hàng của chúng tôi là độ tuổi nào, và chúng tôi làm việc với nhà trường, và sau đó chúng tôi sẽ có data của phụ huynh, ví dụ thế. Hoặc là chúng tôi có thể là phát tờ rơi tại các cái trường, hoặc là chúng tôi sẽ vào từng lớp, chúng tôi lấy thông tin của học sinh bằng cách là cho những cái chương trình test, hoặc là chúng tôi có thể kết hợp với nhà trường trong những cái buổi sinh hoạt lớp, trong những cái buổi mà thứ hai đầu tuần họ chào cờ, thì chúng ta có thể là quảng cáo
cáo thông qua những cái sự kiện ngoài trời như vậy thì cũng rất là tốt, được chưa ạ? Thế rồi hoặc thì các cái đơn vị du học thì họ vẫn tổ chức những cái buổi du học Anh, du học Mỹ hay ngày hội du học tại các cái khách sạn lớn, hoặc là người ta tổ chức trực tiếp tại các trường cấp 3, thì cái phương pháp như vậy cũng rất là tốt. Thì chúng ta sẽ linh hoạt nhé, xem là chúng ta sẽ sử dụng phương pháp nào. Hoặc là chúng ta có thể ra mắt sản phẩm mới, chúng ta launching sản phẩm hoặc là khai trương thì chúng ta cũng phải sử dụng hội thảo và sự kiện rất nhiều. Ví dụ như là chúng tôi làm khai trương một cái cửa hàng thì chúng tôi tổ chức cái chương trình offline mua 1 tặng 1 giảm giá 50%. Thông qua cái khai trương đó thì chúng tôi phát tờ rơi, chúng tôi mời những khách hàng thân thiết, chúng tôi chạy quảng cáo vân vân, thì khách hàng sẽ đến các cái buổi khai trương như vậy để họ mua hàng với số lượng rất là lớn và doanh thu rất tốt trong buổi khai trương. Thì thực ra nó nằm trong phần hội thảo và sự kiện thì cũng tương tự như vậy thôi. Tất nhiên nói về khai trương thì nó sẽ kỹ hơn, và nếu như thực sự các bạn muốn làm khai trương ấn tượng thì các bạn hãy gặp tôi có rất nhiều kinh nghiệm làm khai trương và khai trương nào cũng rất thành công, bởi vì tôi biết cái nguyên lý để làm sự kiện nó thành công là như thế nào. Thực sự là chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các cái buổi khai trương cửa hàng mới vì chúng tôi có chuỗi mà rất là thành công rồi. Thì nếu mà mọi người quan tâm thì có thể liên hệ với tôi hỗ trợ. Ok, thôi để không mất thời gian nữa thì tôi xin phép kết thúc lại cái phần cái phương pháp tiếp cận khách hàng bằng hội thảo và bằng sự kiện. Thế thì tôi xin chốt lại mấy ý như sau, được chưa ạ? Thứ nhất là chúng ta năng đi hội thảo, và đi hội thảo thì chúng ta phải giao lưu, kết bạn, được chưa ạ? Và lượng các trao đổi danh thiếp, chúng ta có thể tự tổ chức hội thảo, đúng không ạ? Chúng ta có thể trở thành diễn giả, hoặc là chúng ta có thể xin vào làm ban tổ chức. Sau khi đó thì chúng ta phải theo dõi khách hàng thường xuyên, chúng ta phải theo sát khách hàng sau sự kiện, đúng không ạ? Nếu trực tiếp chúng ta phải bán hàng hoặc là tổ chức cái sự kiện bán hàng thì chúng ta cần phải chuẩn bị thuyết trình, video, rồi thì hình ảnh, rồi thì slide vân vân, đúng không ạ? Chúng ta phải tìm hiểu về khách hàng, chúng ta phải mời khách hàng, chúng ta phải có kịch bản, chúng ta phải thuê hội trường, chúng ta phải chạy quảng cáo để tổ chức được cái sự kiện đấy có được nhiều người tham dự nhất, chúng ta phải xác thực vân vân vân. Thì đó chính là những cái nội dung tôi đã trình bày trong cái bài học này. Vâng, xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều và rất mong muốn có thể được trao đổi và được học tập từ chính các anh chị. Một lần nữa xin được cảm ơn và xin hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo.